Xin chào các bạn nhỏ, cô xin tự giới thiệu, cô tên là Nguyễn Thị Thanh Ngân, cô đến từ trường mầm non Phiên Cằm, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Và đến với các bạn nhỏ ngày hôm nay, cô Ngân có mang đến cho các con một câu chuyện nhỏ, câu chuyện Một Ngày Xuống Chợ. Và các bạn nhỏ ơi, chúng mình sẽ cùng lắng nghe nhé. A Lử và Sú Mị là hai bạn học sinh lớp mẫu giáo trường mầm non Phiên Cằm, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Nhà các bạn trên sườn núi cao, đường đến trường rất xa, khó đi, bố mẹ các bạn thường phải đi lương từ sáng sớm. Tuy nhiên các bạn rất ngoan, vâng lời cô giáo và hiếu học. Dù đường có xa, gập ghềnh có đi, trời có mưa, nhưng các bạn vẫn không quản ngại khó khăn đến với trường, với lớp, với cô giáo. Vì chăm ngoan học giỏi, nên hai bạn A Lử và Sú Mị được bố mẹ cho đi xuống chợ huyện chơi. Hai bạn vui lắm, từ sáng sớm hai bạn đã sắm sửa ba lô quần áo thật đẹp để đi xuống chợ huyện. Vì đường xuống chợ huyện xa lắm, những 70 cây số cơ, nên hai bạn được bố mẹ đưa đi bằng xe máy. Tiếp tục cuộc hành trình xuống chợ huyện, đường thị trấn xa mà tấp lập đông xe thế. Hai bạn nhỏ chăm chú nhìn những chiếc xe đang di chuyển trên con đường, thật lạ lẫm và ngạc nhiên, Sú Mị nói với A Lử. A Lử ơi, trên bản mình không có những chiếc xe như thế này, vậy những chiếc xe đó có tên gọi là gì nhỉ? Và các bạn nhỏ ơi, các bạn nhỏ hãy giúp cho A Lử và Sú Mị biết được tên gọi của các phương tiện giao thông. Các bạn thử suy nghĩ xem đây là xe gì nhỉ? Các bạn đọc cho cô nào, xe ô tô. Và tiếp theo, xe gì các bạn nhỉ? Các bạn nhỏ ơi, đây là xe gì? Đây là xe buýt. Các bạn đọc cho cô nào, xe buýt. Xe gì các bạn nhỏ ơi? Đây là xe tải. Các bạn đọc cho cô nào, xe tải. Xe tải. Xe gì các bạn nhỏ nhỉ? Đây là xe chở rác đấy. Các bạn đọc cho cô nào, xe chở rác. Xe chở rác. Xe gì rất là quen thuộc các con nhỉ? Đây là xe đạp. Các bạn đọc cho cô nào, xe đạp. Xe đạp. Đến ngã tư đường phố, hai bạn nhìn chăm chăm vào chiếc cột đèn nhiều màu sắc. Đèn gì các bạn nhỉ? Đây là đèn tín hiệu giao thông. Xem kìa Sú Mị ơi, tất cả những chiếc xe đều dừng lại rồi. Các bạn nhỏ ơi, vì sao những chiếc xe lại dừng lại nhỉ? À, vì có tín hiệu đèn giao thông màu đỏ đấy. Và những chiếc xe lại bắt đầu di chuyển. Vì sao? Vì có tín hiệu đèn giao thông màu xanh đấy. À, đây là chú cảnh sát giao thông đang điều khiển các phương tiện giao thông mà cô giáo đã giới thiệu với chúng mình ở trên lớp đấy. Một chiếc xe màu trắng xuất hiện với hình chữ thập đỏ trên đầu xe. Các bạn nhỏ ơi, đây là xe gì các bạn nhỉ? Đây là xe cứu thương đấy. Các bạn đọc cho cô nào, xe cứu thương. Xe cứu thương. Vẫn là sự vội vã, một chiếc xe màu đỏ xuất hiện. Các bạn thử suy nghĩ xem đó là xe gì nhỉ? Đây là xe cứu hỏa. Các bạn đọc cho cô nào, xe cứu hỏa. Xe cứu hỏa. Các con ạ, có rất nhiều các phương tiện giao thông đường bộ như ô tô, xe máy, xe đạp, xe tải. Và các phương tiện giao thông này rất là hữu ích, giúp con người đi lại thuận tiện, dễ dàng, tiết kiệm thời gian. Không những thế còn giúp con người vận chuyển và chở hàng hóa đấy. Và xin cảm ơn các bạn nhỏ đã giúp cho A Lử và Sú Mị biết được tên gọi của các phương tiện giao thông cũng như là luật lệ giao thông. Khi tham gia giao thông, cần tuân thủ những quy định gì nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh? Thì đến với các con ngày hôm nay, cô Ngân có mang đến cho các con những ô cửa bí mật. Và phía sau những ô cửa bí mật đó là những hình ảnh về phương tiện giao thông cũng như là luật lệ giao thông. Và thử thách dành cho các con đó là các con phải lựa chọn hình thức đó là hát hoặc đọc thơ phù hợp với hình ảnh mà cô Ngân đưa ra. Và chúng mình, các bạn nào ơi, các bạn đã sẵn sàng để khám phá các ô cửa chưa? Cô và các con sẽ cùng đến với ô cửa số 1 nhé. 3, 2, 1, mở. À, với hình ảnh này thì các con thử suy nghĩ xem chúng ta sẽ lựa chọn hình thức đó là hát hay đọc thơ nhỉ? Cô Ngân thì cô Ngân thấy là với hình ảnh về các phương tiện giao thông có đèn tín hiệu giao thông thì cô Ngân sẽ sử dụng hình thức đó là đọc thơ và bài thơ cô dạy con. Và để xem bài thơ cô dạy con có phải là đáp án chính xác phù hợp với hình ảnh mà cô Ngân đưa ra hay không thì xin mời các con và cô sẽ cùng đọc diễn cảm bài thơ cô dạy con. Mẹ mẹ ơi cô dạy bài phương tiện giao thông, máy bay bay đường không, ô tô chạy đường bộ, tàu thuyền cano đó chạy đường thủy mẹ ơi, con nhớ lời cô rồi, khi đi trên đường bộ, nhớ đi trên vỉa hè, khi ngồi trên tàu xe, không thò đầu cửa sổ, đến ngã tư đường phố, đèn đỏ con phải dừng, đèn vàng con chuẩn bị, đèn xanh con mới đi,
lời cô dạy con ghi không bao giờ quên được. Cô và các con vừa thể hiện bài thơ cô dạy con. Và các con thấy thế nào nhỉ? Bài thơ cô dạy con có phải là đáp án chính xác, phù hợp với hình ảnh mà cô Ngân đưa ra hay không? Và cô Ngân thấy là bài thơ cô dạy con hoàn toàn chính xác, phù hợp với hình ảnh mà cô Ngân đưa ra. Đó là qua bài thơ, chúng mình biết được các phương tiện giao thông, đó là phương tiện giao thông đường hàng không, đường thủy, đường bộ. Không những thế, bài thơ còn nhắc nhở, nhắn nhủ của chúng mình, đó là khi tham gia giao thông, gặp tín hiệu đèn giao thông màu đỏ thì tất cả các phương tiện giao thông đều phải dừng lại. Và khi gặp đèn tín hiệu giao thông màu xanh, khi đèn tín hiệu giao thông chuyển màu xanh thì các phương tiện giao thông được di chuyển. Rồi cảm ơn các con và cô trò mình sẽ cùng khám phá với ô cửa số 2 nhé. 3, 2, 1, mở. Hình ảnh gì các bạn nhỉ? Đây là hình ảnh ngã tư đường phố. Vậy các bạn nhỏ ơi, các bạn thử suy nghĩ xem, với hình ảnh ngã tư đường phố thì các con sẽ lựa chọn hình thức hát hay đọc thơ nhỉ? Cô Ngân thấy là với hình ảnh ngã tư đường phố thì cô sẽ lựa chọn ca khúc, đó là Em đi qua ngã tư đường phố. Và để xem ca khúc Em đi qua ngã tư đường phố có phải là đáp án chính xác, phù hợp với hình ảnh mà cô Ngân đưa ra hay không, thì cô Ngân xin mời các bạn sẽ cùng đứng lên vận động và thể hiện bài hát Em đi qua ngã tư đường phố. Rồi, cảm ơn các con. Và cô Ngân thấy là ca khúc Em đi qua ngã tư đường phố là đáp án chính xác, phù hợp với hình ảnh mà cô Ngân đưa ra. Và các bạn biết không, lại một lần nữa, qua bài hát muốn nhắn nhủ và nhắc nhở các con, đó là phải tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông. Đó là gặp tín hiệu đèn giao thông màu đỏ thì tất cả các phương tiện giao thông phải dừng lại. Và khi mà đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu xanh thì các phương tiện giao thông mới được di chuyển. Vừa rồi cô và các con đã cùng khám phá các phương tiện giao thông cũng như là luật lệ giao thông. Cô Ngân mong rằng qua giờ học ngày hôm nay, các bạn nhỏ của cô biết tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông. Cô Ngân xin chào và hẹn gặp lại các con.